Anh đem tí nha, đợi một phút thôi. Rồi, nhưng mà anh để xe là, biết anh để xe là đang là ngược chiều anh. À, bên ngược chiều à? Bây giờ như y như con Vinfast vậy. Ờ, em là xe máy đúng rồi, nhưng mà anh nghe đi ô tô. Em đợi tí nha, anh nhìn lên. Chưa em. Xe kia anh đang hỏng nên là anh đi tạm dừng này. À đây đi đâu anh chở rồi? Nope. Nhà gần đây à? Một chủ đề mà được xã hội quan tâm nhất vào lúc này đó chính là điện. Và quê mình cũng đang trong cái thời gian mất điện anh em ạ. Mất luân phiên từ sáng đến tối luôn. Thì ngày hôm nay mình đã trốn quê để đi tránh nóng anh em ạ. Và mình sẽ mang điện đi muôn nơi bằng cách là mình sẽ lấy xe điện để chạy xe ôm anh em ạ. Rồi, tráng Ngọc Trinh luôn, hoàng tử. Thì con xe này là con VF8. Trước mình cũng hứa hẹn với anh em là lấy VF8 để chạy xe ôm rồi. Thì giờ mình mới có dịp để mang con đi thực hiện cái thử thách cũng như là cái mong muốn của mọi người. Và cũng là để đánh dấu cái sự quay trở lại của mình sau những tháng ngày ở nhà trông đàn cháu nhỏ. Thì trước giờ thì mình cũng nói với anh em rồi là mình chạy xe vì đam mê thôi. Và nhân cái buổi hôm nay thì mình cũng chia sẻ về cái bí kíp chạy xe của mình. Thì anh em cùng chờ đón trong cái video này nhá. Thì chúng ta sẽ cùng em nó đi để chinh chiến. Thì tổng quan thì mình cũng đã quay VF8 một lần rồi. Và mình cũng không phải là chuyên về review xe, nên là những cái về mà công nghệ các thứ thì mình tạm bỏ qua nhé. Mình chỉ là đóng vai trò là người trải nghiệm thôi. Thì chúng ta bắt đầu đi kiếm tiền thôi. Và hiện tại mình đang có mặt tại Vinhome Smart City, trụ sở của Vingroup. Cũng như là đây là một trong những đứa con tinh thần của tập đoàn Vin. Lên xe đó anh em ạ. Xe điện kỷ nguyên mới của thế kỷ 21. Ok, làm tí điều hòa cho mát anh em ạ. Bây giờ chỉ có điều hòa chân ái thôi. Và cái bí kíp đầu tiên mình muốn chia sẻ trong ngày hôm nay đó chính là nhà có điều kiện. Như anh em thấy đấy, mình chạy xe thì trước giờ có thể nói là phải đến là 100 xe rồi, đủ các thể loại luôn. Và để làm được điều đó thì dĩ nhiên là phải có điều kiện rồi đúng không? Thì nói có phải khoe của nhưng mà nói chung là gì làm gì thì làm, nhưng mà phải có kinh tế thì mới quyết định được nhau ạ. Đúng, đúng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục trải nghiệm với F8 và sẽ lượn một vòng quanh cái Vinhome Tây Mỗ này. Bắt đầu nào, xi nhan trái, về số D, nhà phanh, chân. Ok. Vinhome Mega Mèo. Cũng lâu là mình không có lái xe anh em ạ. Và cũng khá lâu là mình mới tạm xa Hà Nội. Nói chung là đợt này thì mình công việc cũng đang chưa thu xếp hẳn hoi, nên là mình cũng chưa thể bố trí thời gian để đến Hà Nội được. Giờ hành cảnh tí mới lên tí thôi. Chúng ta làm một vòng trong mượn anh em luôn nha. Quen xe đã. Khá là cẩn thận. Ủa, còn xe bít điện bên kia kìa. Em đón chị ở đâu ạ? À? À vâng, chị đợi em tí, giờ em qua đây. Ok ok. Có xe anh em ơi. Tòa Y4 à. Y4 này đi thẳng lên, sẽ phải thì kia. Ok, di chuyển thôi. À, xe bật quá. Nắng nóng như này, việc gì đi đâu hả em ơi? Đón xem kênh này.
cùng anh bao chuyện vui vẻ của chạy xe ôm. Đi đón khách thôi. Em ơi, cho hỏi Y4 đâu vậy? Nhưng mà cầm đây nhở? À đây rồi, nhìn thấy khách rồi. Đây rồi. Chị ơi, đây đây, chị là xe đúng không? Cái xe của em hôm nay đang hỏng, em lấy xe này đi có phiền không? Có bị say xe không? Không, em không. Mình đi Đỗ Đình Thiện đúng không? Vâng. Tìm đường đi Đỗ Đình Thiện, Mỹ Đình. Phố Đỗ Đình Thiện cách vị trí của bạn 16 phút đi bằng ô tô khi mật độ giao thông thấp. Em rất là an toàn. Xe điện. Mua xe điện em. Thế á? Không vội gì đúng không? Có vội gì không? Cần gì ấy? À, thì để đi bình thường này. À, đi bình thường. Lấy ô tô cho mát mà này nóng quá. Hai trăm mét nữa, rẽ phải. Đến khu đấy là bạn biết đường đúng không? Vâng. Ok. Bình thường là vẫn hay đi đường này đúng không? Chỉ có mỗi đường này ra thôi. Bạn đang vượt quá giới hạn. Thứ ba. Thế bình thường đi làm toàn đặt xe rồi. Không có xe là các bạn không đi. Em đi toàn bị công an tóm. Đây là tôi đặt xe rồi. Ngày mấy được đặt xe cả? Trông nắng các kiểu, xong rồi một tô. Không sao.
Hằng có mất điện không? Không anh ạ. Thế bảo Hà Nội mấy khu mất điện? Cái điểm đến của mình có phải chỗ này không? Rẽ trái vào phố Vũ Quỳnh. Anh nên chỉ bán đồ với em nhé. Rồi cứ đi, em biết đường. Là đúng đường rồi đúng không? Vâng. Rẽ trái bên kia đúng không? Từ nhà đến đến chỗ làm gì có chỗ nào công an bắt đâu? Tối về công an đứng đầy anh. Bắt lỗi gì? Em hay đi kiểu đi nhanh với lại lúc thì đi vội không bật đèn, lúc không xi nhan. Hay. Sức khỏe như thế. Có hôm vượt cái đèn đó. Dừng đây hả? Em cảm ơn. Trả tiền các thẻ rồi nhé. Em trả qua thẻ. Có phải đưa thêm không? Không, không cần. Thấy chuyến xe đây nào. Vâng. Cảm ơn nha. Xe. Ok. Chuyến đầu tiên hơi bỡ ngỡ tí nha bạn. Được 44.000. Thanh toán qua thẻ rồi. Sao? Nãy mình mở kiểu gì mà cửa không mở nhỉ? Nói chung là mình cũng chưa quen lắm anh em ạ. Ngu người à, mùa hè thế này chỉ có ngồi điều hòa là chân ái thôi anh em ạ. Mà không có cách nào khác là ra đường là phải ngồi ô tô. Nói chung thì một cái trải nghiệm rất là mới mẻ cũng như rất là thú vị cho khách hàng, mà đa số là khách hàng sẽ vừa lòng. Và cái bí kíp thứ hai mình muốn chia sẻ với anh em đó chính là luôn biết tìm niềm vui trong công việc. Như anh em thấy là mình đi làm công việc gì nó cũng có áp lực thôi. Quan trọng là mình thấy được cái gì trong công việc của mình, để từ đó là cái động lực cũng như là cái niềm vui mỗi ngày mình đi làm. Như mình thế thôi, chạy xe mãi nó cũng nhàm, nên là mình gán cho nó một câu chuyện cũng như là cho nó một cái nội dung thử thách, và để mình có thể mỗi ngày đi làm là một ngày vui. Quá chuẩn luôn. Alo. Anh vùng này là sau giúp em với, em ở nhà màu đỏ ấy. À, nhà màu đỏ đây, em đang vào đây. Ok, mình có một đơn giao hàng anh em ạ. Thôi chạy tạm giao hàng vậy. Thời buổi kinh tế khó khăn. Khả năng là đây. Em gửi hàng đúng không? Anh đi xe 7 ạ? Đúng rồi em. Em ứng 325 nhé. Ứng tiền à? Dạ. 325 à? Vâng, đúng rồi ạ. Đồ ăn đúng không em? Vâng, đúng rồi. Đồ ăn. Khách là người Hàn gì? Người Hàn á? Dạ. Họ biết nói tiếng Việt không? Anh cứ nói Grab là được. À, ok. Anh chờ em chút. Ok. Đi xe này tao chở đồ. Con bé chắc lạ anh em. Bạn là nhất. Bạn là nhất nha. Bạn là nhất. Bạn là nhất. Bạn nhất. Nhất bạn. Cảm ơn. Xin. Sao? Hai túi. Tìm đường đến C7 Vincom Trần Duy Hưng. Ok. Xe có bản đồ khá là ngon phết anh em ạ. Chúng ta di chuyển thôi. Khoảng 3 cây số. Đơn này mình được cả 20.000. Vẫn có lời anh em ạ. Lời lời một. Đam mê đấy đâu tiền bạc. Đây.
ok. Đến nơi anh em ạ. Giờ thì xin nơi đỗ xe này. Càng đấy. Đỗ tạm xe đây gọi là khách. Khách là người Hàn Quốc à? Hello. I'm Grab, you have order. I'm here, Seba. Ai đến? Người đến? Ảo thật đấy. Đồ gì không biết. Wow. Mình thấy có canh này. Có cơm, có canh. Khách là người Hàn Quốc nên là khả năng là mình sẽ phải mang đồ xuống anh em ạ. Nhiều khi người ta ra mà không thấy Grab là người ta bỏ lên phòng đấy. Đậu xe hơi xa nhỉ. Đâu nhỉ? C7 là trên này. Hình như mình nhìn khách ở sao? Em gửi hàng C7. Gửi hàng thôi. Gửi đồ ăn thôi. Ở đằng kia. Khá là tươi. Hello. Thank you. May quá. Bạn ấy có mang tiền lẻ nhưng mà bạn ấy đưa tiền chẵn anh em ạ. Sợ phải đổi tiền lẻ thì vậy. Ok, di chuyển luôn thôi. Tắc nghẽn giao thông ấy. Xong hai chuyến xe. Cũng khá là căng thẳng đấy. Tiếp tục di chuyển thôi. Không có xe chưa có bướng không? Hình như là không. Okay. Trên đây có một con VF8 này anh em ơi. VF8 chạy biển vàng nó nhá, dịch vụ luôn nhá. Đây này. Xe điện ở muôn nơi. Có hàng luôn hả? À, anh đón ở C3 này. C3 trên đây rồi. Alo. Vâng. Anh đang ở dưới C3 đây. Đâu ạ? Em đến C3 rồi à? Em đang ở sảnh mà. Em có thể đi ra đây một tí được không? Anh đang ở xe đang ở ngoài bên này, ngoài này này. Anh đợi em tí nha, đợi 1 phút thôi. Dạ. Em đón khách ngay đây rồi. Em đợi 1 phút em đón khách ở C3 ngay xuống đây rồi. Nhưng mà anh để xe là đang là ngược chiều anh. À bên ngược chiều à? Quay đó kia, đi như y như con vi phát kìa. À quay bên kia à, vâng. Cần đấy nhỉ. Đây em ơi, đây. Em đứng đợi tí nhá. Ôi, anh đi tàu à? Em có thay xe không? Không ạ, nhưng mà anh đi kiếm được xe máy mà nhỉ? Em là xe máy đúng rồi, nhưng mà anh nghe đi ô tô. Okay. Em đợi tí nhá, anh đi lên. Chào em. Xe kia anh đang hỏng nên là anh đi tạm trên này. À thế làm sao mà ạ? Em có phiền chứ? Không ạ. Ok. Có cái gì trên đầu đây? À cái định vị của anh mà. Tốc xét ít thôi. Nhắn dây an toàn cho anh mà. Đi cũng khá là gần đúng không? Vâng. Có vội gì không? Không, anh cứ đi bình thường. Ok. Anh đi nha. Vâng. Sao đấy? Lạ à? Tôi chưa gặp cái trường hợp nào này. Em biết đường không? Có ạ.
Giờ đi thẳng đây được không? Đi thẳng đây là ra Hoàng Minh Giám đúng không ạ? Anh không rõ nữa. Thế anh quay đầu nhà nhỉ? Yeah. Đúng rồi, người ta đi được thì mình đi được anh đúng không? Ok. Nóng bên này ngồi tô cho mát em ạ. Thoải mái. Ôi em cứ tưởng là ấy cơ, em bảo là ôi sao em đặt, hay là em hoa mắt em lại đặt nhầm là ô tô. Có một đoạn em đi xe máy cũng được, anh là gặp nắng mà. Em chắc chưa là ngồi xe điện đúng không? Ở đây xe điện anh. Đây xe điện mà. Ồ thế á? Ở đây xe điện à? Điện đúng rồi. Thế sạc điện kiểu gì anh? Ờ nó có chạm sạc mà. Chạm sạc bao nhiêu lâu thì nó đầy ạ? Sạc nhanh thì khoảng 2 tiếng. Ô đây xe điện thật á? Anh nói nghiêm túc đi. Đùa đâu. Em không ngửi thấy mùi xăng à? Không thấy mùi xăng đâu. À cái xe này là cái xe mới ra để chạy taxi đấy đúng không anh? Không, xe này đời cao hơn. Xe taxi thì nó màu xanh cơ. Đúng rồi. Xe taxi là nó xe bé, xe này đời thấp hơn. Thì thế em thấy cái này nó lạ, tại vì bạn em cũng mua pin này màu tím than à. To nhưng mà không to như này. Còn đấy là E34, đây là VF8. Con đấy em đã thấy to lắm rồi đấy. Dạ. Mà em nhìn thấy con này em thấy to. Ô xe điện hả anh? Ờ đúng rồi. Con này bao tiền anh? Khoảng gần 1 tỷ, 96 mấy. Con xe điện cũng đắt bằng xe xăng à? Đúng rồi. Thế nhưng sao người ta lại chọn xe điện hả anh? À, xe điện nó thân thiện môi trường, với lại nó nhiên liệu nó sạch. Nhưng mà đi ngang đường hết điện thì làm nào? Một lần đầy nó đi khoảng gần 400 cây cơ mà. À. Hết 400 cây thì mình mới phải sạc. Sạc bao nhiêu lâu anh? Đi sạc mất tiền không? Có chứ, mình dùng thì mình dùng theo tháng này. Nghĩa là sạc cuối tháng mình thanh toán một lần. Những cái chập sạc ở nó ở cây xăng ấy nó thích ứng nguyên pin này. À. Nói chung rẻ chạy xăng. Thế ạ. À. Bây giờ là chạm ở ví dụ về tỉnh chẳng hạn thì là cũng tích hợp rồi anh? Có, tích hợp nhiều rồi mà. Chỗ mấy cái xăng của Petro nó... Nhưng mà để đi sạc tận 2 tiếng cơ mà. Thì coi như mình nghỉ luôn. Không, mình sạc 1 tiếng thì mình được nửa bình thì mình chạy vẫn chạy được mà. Báo lên anh nhỉ? Đúng rồi, nó có báo. Đây là đang ở 80% mà. À. Được không? Hay à? Quá hay chứ. Trải nghiệm mới. Vâng. Đây tí nữa xong anh đây anh chuẩn bị đỗ cho em sánh nhá. Okay. Tí nữa anh đi chéo vào cái ngõ xe màu vàng kia kìa. Là anh không phải quay đầu. Ok. Đi ra trung tâm. Em dừng đây à? Vâng. Ok em nha. Chuyến đi ok chứ em? Rồi, rồi em gửi anh cả 30.000 nhá. Ok, anh cảm ơn nha. Vâng. Anh mở. Anh cứ mở đi. Ô hay nhở, em chào anh nhá. Ok, chào em. Đấy, cô bé này hài hước ghê. Khá là ngạc nhiên, khá là vui tính, tự nhiên nữa. Tự nhiên chuyến xe cảm thấy vui hẳn lên. Chuyến này có 10, à chuyến này 24.000, bạn ấy giảm luôn 30.000. Ngon luôn, 5 sao. Ok, lại di chuyển luôn, không tắc đường. Và cái bí kíp cuối cùng mình muốn chia sẻ với anh em đó chính là hành trang an tâm từ Grab. À, đây là cái bí kíp mà lần đầu mình chia sẻ. Dù nhà có điều kiện hay là đi làm vì cái niềm vui trong công việc đi nữa thì mình cũng không thể thiếu được. Đó chính là hành trang an tâm bảo hiểm dành cho đối tác của Grab. Để mình sẽ nói rõ cho anh em xem về cái bảo hiểm này hấp dẫn ở đâu nhé. Thì chỉ từ 20.000 một tháng thôi, anh em sẽ được bảo hiểm tai nạn này, điều trị y tế này, toàn bộ thời gian luôn, kể cả không mật ứng dụng nhận quốc, và đặc biệt là không giới hạn tới bệnh viện, không phải bảo hiểm nào cũng xịn thế đâu anh em ạ. Còn quyền lợi thì đầy đủ này, thao tác dễ dàng, mua luôn ở trên app, lại còn có thể cho vợ ở nhà cùng với quyền lợi tương đương của mình nữa. Nói chung thì nhờ có bảo hiểm của đối tác Grab thì mình mới an tâm ra đường chạy xe, vừa quay TikTok cũng như là tạo những content mới mẻ cho anh em xem được. Nên là anh em có muốn tham khảo cái hành trang an tâm thì mua bảo hiểm dành cho đối tác Grab uy tín này anh em nhé.